Tiểu thuyết Thằng Cười, tác giả Victor Hugo, người đọc Trần Châu. Trong lão vừa có ông đồ gàn, vừa có ông thầy đoán mộng. Lão có cây vẽ của nhà không thấy rỗm về đáy biển. Lão tiếp tục bản độc thoại, có lẽ làm ra cũng để nói cho người khác nghe. Cũng có thể trông đỡ được nếu có một bánh xe chứ không phải một cái cần gỗ. Với tốc độ 4 dặm một giờ, một sức mạnh 30 liu đè lên bánh xe có thể tạo nên 30 vạn liu kết quả vào hướng đi. Và hơn thế nữa, vì có những trường hợp người ta quay thêm hai vòng. Viên chủ thuyền cúi vào thần thứ hai và nói: "Thưa ngài." Mặt lão già nhìn chồng chọc vào y, cái đầu quay mà người không nhúc nhích. "Gọi tôi là tiến sĩ." "Thưa ngài tiến sĩ, tôi là chủ thuyền." "Được," lão tiến sĩ đáp. "Lão tiến sĩ, từ đây ta gọi lão như thế." Dường như đồng ý đối thoại. "Ông chủ, ông có ke anh 45 độ không?" "Không, không có ke anh thì ông không thể tiến về phía trước, cũng không thể tiến về phía sau." Người Bass viên chủ thuyền đáp lại: "Đã từng tiến trước khi có người anh." "Phải coi chừng gió đấy, tôi giảm dần tốc độ khi cần." "Ông đã đo dần tốc thuyền rồi chứ?" "Dần, lúc nào?" "Ban nãy." "Bằng cách nào?" "Bằng máy lót." "Ông có chú ý đến mặt gỗ máy lót đây chứ?" "Dần." "Đồng hồ cát vẫn đổ đúng 30 giây. "Dần." "Ông có chắc cát không làm mòn cái lỗ giữa hai ống không?" "Chắc." "Ông đã thử lại đồng hồ cát bằng chuyển động của một hòn đạn súng quả mai treo ở đầu một sợi dây bẹp, bóc ở vỏ gai ngâm kỹ chứ gì, không có gì phải nghi ngờ cả. Ông có vuốt sáp vào sợi dây phòng nó dài ra không?" "Ông làm thế nào để đo sức nước đập vào viên đạn đại bác?" "Bằng một lực kế đức." "Ông có xét đến mức độ nước đẩy vào sợi dây treo viên đạn đấy chứ?" "Dần." "Kết quả ra sao?" "Sức nước đập là 170 liu, nghĩa là thuyền mỗi giờ đi được 4 dặm Pháp và 3 dặm Hà Lan, nhưng đó chỉ là thặng dư của một vận tốc rẽ nước trên vận tốc biển." "Hẳn rồi." "Ông đi về đâu?" "Đến một cái tiểu loan mà tôi biết nằm giữa Loyola và San Sebastian, đặt cấp vào vĩ tuyến của nơi đến." "Dần." "Cô chờ thêm sức ít." "Đồ phán bội." "Không được chữa bậy. Biển cả hiểu đây, không chửi gì hết, chỉ biết quan sát thôi." "Tôi đã quan sát và đang quan sát. Thủy triều lúc này đang chống lại gió, nhưng chốc nữa, lúc nó chạy cùng với gió thì chúng ta sẽ nguy to." "Ông có bản đồ không?" "Không, biển này thì không có." "Thế ông đi mò?" "Đâu, tôi có la bàn." "La bàn là một mắt, bản đồ là mắt nữa. Anh chột vẫn nhìn thấy." "Ông làm thế nào để đo góc độ của hướng thuyền và sóng thuyền?" "Tôi có compa thiên sai, và tôi lại đoán thêm." "Đoán là tốt, biết thì tốt hơn." "Với stop cũng đoán. Lúc có sương mù và khi qua gió quay lung tung thì không còn biết dựa vào đâu mà định hướng gió. Thế là cuối cùng chẳng có điểm ước chừng mà cũng chẳng có điểm sửa đổi. Một con lừa có bản đồ vẫn hơn một lão thầy bói với xăm ngữ của lão. Chưa có sương mù trong gió bất và tôi không thấy có lý do gì phải báo động. Thuyền bè là những con ruồi trên tấm mạng nhện của biển cả. Hiện giờ tất cả trong gió và sóng đều khá tốt. Những chấm đen lung linh trên sóng, đó là những con người trên đại dương. Tôi chẳng thấy có điều gì xấu trong đêm nay cả. Có thể xảy đến một điều bí ẩn mà ông sẽ thoát được. Đến giờ phút này mọi việc đều tốt. Mặt lão tiến sĩ nhìn chầm chầm vào hướng đông bắc. Viên chủ thuyền tiếp tục: "Cứ đến vịnh Gascon là tôi bảo lãnh hết." "À, còn gì nữa? Ở đấy là nhà tôi, cái vịnh Gascon của tôi. Tôi nắm chắc nó mà. Nó là một cái chậu thường hay nổi giận. Nhưng ở đây tôi biết rõ tất cả những mực nước cao và tất cả những ưu điểm của đáy. Bùn trước San Cipriano, gió sò trước Siza, cát ở Pena, cụi ở Buco de Mimisan. Và tôi biết màu sắc của tất cả mọi thứ cụi." Viên chủ thuyền ngừng nói, lão tiến sĩ không thèm nghe y nữa. Lão nhìn ngắm phía đông bắc, trên bộ mặt da lạnh có một cái gì kỳ lạ. Tất cả hải hùng có thể co được trên một cái mặt nạ bằng đá đều biểu hiện trên đó. Miệng lão để thoát ra hai tiếng: "Tốt lắm." Con người của lão bỗng hoàn toàn trở thành như con người cứu giỏ, tròn xe, nở to vì kinh ngạc khi quan sát một điểm nhỏ trong không trung. Lão nói thêm: "Đúng thế. Còn tôi đồng ý." Viên chủ thuyền nhìn lão. Lão tiến sĩ lại nói tiếp với bản thân hay với một con người nào đó trong vực thẳm: "Tôi nói phải." Lão nín lặng, mặt mỗi lúc một mở to thêm để nhìn thật chăm chú vào điểm lão trông thấy và nói tiếp: "Nó từ xa đến, nhưng nó biết việc nó phải làm." Khoảng trời mà mắt và trí óc lão tiên sĩ tập trung vào, đối diện với phía mặt trời lặn, được soi sang bởi ánh chiều tà bao la, nhưng cũng gần như bởi ánh sáng ngày.
Khoảng trời đã rất nhỏ hẹp và xung quanh có những mảnh hơi nước xám xám, toàn màu xanh lơ, nhưng một thứ xanh lơ gần sắc chì hơn sắc thiên thanh. Lão tiến sĩ quánh hẳn về phía biển cả và từ lúc này không nhìn viên chủ thuyền nữa, đưa ngón trỏ chỉ vào khoảng trời và nói: "Ông chủ, ông thấy không? Gì cơ? Cái kia, kia kìa, một chút xanh lơ. Dần, vì thế, một khoảng trời. Đối với những ai lên trời, lão tiến sĩ nói, còn đối với những ai không lên đó lại là chuyện khác." Và lão nhấn mạnh từng lời bí hiểm trên đây bằng một vẻ nhìn chìm đắm vào bóng tối. Im lặng một lúc, viên chủ thuyền nghĩ tới hai cái tên mà tay thủ lĩnh gắn cho con người kia, liền tự đặt câu hỏi: một thằng điên hay một nhà hiền triết? Ngón tay trỏ xương xương và cứng đờ của lão tiến sĩ vẫn như dừng lại chỉ về cái góc xanh lơ đùng đục của chân trời. Viên chủ thuyền nhìn kỹ khoảng trời xanh đó. Đúng, y lầu bầu, không phải trời xanh mà là mây. Mây xanh nguy hại hơn mây đen, lão tiến sĩ nói, và lão tiếp thêm, đó là mây tuyết, la nube de la neige. Viên chủ thuyền nói, như tìm hiểu rõ hơn bằng cách tự dịch lại câu nói trên. Ông có biết thế nào là mây tuyết không? Lão tiến sĩ hỏi. Không. Chọc nào sẽ biết. Viên chủ thuyền lại nhìn kỹ chân trời, vừa quan sát vầng mây, viên chủ thuyền vừa nói khẽ: một tháng gió to, một tháng mưa sền, viên kho hai thóc, tất cả đều mù đông của người Asturi chúng ta là thế. Mưa của chúng ta nóng, chúng ta chỉ có mây ở trên núi, coi chừng tuyết lở. Tuyết lở thì tuyết có cần biết gì đâu, tuyết lở là con thú dữ, và cây nước là con quái vật, lão tiên sĩ nói. Nghĩ một lúc, lão tiếp thêm, kìa, nó đến kia rồi. Lão lại nói, nhiều gió cũng hoành hành một lúc. Một ngọn gió to từ hướng Tây và một ngọn gió rất chậm từ hướng Đông. Ngọn gió kia là tên giả dối, viên chủ thuyền nói. Đám mây xanh lớn dần. Nếu tuyệt, lão tiên sĩ tiếp, đang sợ khi nó từ trên núi lao xuống, thì thử nghĩ xem nó thế nào khi nó từ đại cực đổ về. Mặt lão mờ đục, đám mây dường như to dần trên mặt lão cũng như đang to dần ở chân trời. Lão lại nói tiếp với một âm sắc mơ mà. Mỗi giây mỗi phút đều góp phần để làm nên một giờ. Ý trời đang hé mở. Viên chủ thuyền lại thầm đặt cho mình câu hỏi: một thằng điên chăng? Ông chủ, lão tiên sĩ lên tiếng, con người luôn luôn xoáy chặt vào đám mây. Ông có đi nhiều trên biển Mars không? Viên chủ thuyền đáp, hôm nay là lần đầu tiên. Lão tiên sĩ bị đám mây xanh thu hút và như miếng bọt biển chỉ hút nước có chừng. Lão cũng chỉ lo âu có hạn, nghe câu trả lời của viên chủ thuyền, tỏ ra thương hại nhưng không qua một cây nhung da khẽ. Sao thế? Bỗng ngài tiến sĩ, tôi chỉ quen đi Irland thôi. Tôi thường đi từ Fontahab đến Black Harbour hoặc Akil, đó là hai hòn đảo. Đôi khi tôi cũng có đến Black Gibbon, một hải giác của xứ Gan, nhưng bao giờ tôi cũng lái qua các đảo Scilly. Tôi không biết biển này, nghiêm trọng đây, tai họa cho kẻ nào chỉ mới biết bập bẹ đại dương. Biển Mars là một biển cần phải đọc thông thuộc kỹ. Nó là một con nhân sư, phải coi chừng đáy biển. Chúng ta đang ở trong vùng 25 sải nước, phải đến cho được chỗ 55 sải, nằm ở phía mặt trời lặn và phải tránh chỗ 20 sải ở phía mặt trời mọc. Dọc đường chúng tôi sẽ đo mức nước. Biển Mars không giống như biển khác, thủy triều dâng cao đến 50 bộ đầu tháng, cuối tháng và chỉ 20 bộ chỗ nước đứng. Ở đấy, nước rút không phải là triều xuống và triều xuống không có nghĩa là triều lui. Hừ, tôi thấy ông cũng có vẻ hoang mang thật rồi. Đêm nay chúng ta sẽ đo. Muốn đo phải đứng lại, mà ông không phải đứng lại. Tại sao? Tại gió, chúng tôi sẽ cố. Gió to là một lưỡi gươm nhọn thúc vào cạnh sườn. Chúng tôi sẽ đo, thưa ngài tiến sĩ. Ông không thể chỉ giơ sườn ra một cách khinh suất, tin tưởng vào Chúa hay dè dặt trong lời nói, chơi còn nhẹ dạ nói lên cái tên dễ nổi giận. Tôi sẽ đo, tôi báo cho ngài thế, nên khiêm tốn, lát nữa ông sẽ bị gió tát vào mặt cho xem. Tôi muốn nói là tôi sẽ cố gắng đo nước, sức nước, không cho hòn chì chìm xuống và dây sẽ đứt. Hừ, ông mới đến vùng này lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên, vậy thì trường hợp này, ông chủ, ông hãy lắng nghe. Giọng của hai từ lắng nghe oai nghiêm đến nỗi viên chủ thuyền phải cúi chào. Thưa ngài tiến sĩ, tôi xin lắng nghe. Kéo buồm mạn trái lên và đi sát vào bờ mạn phải. Ngài muốn nói sao? Giống mũi theo hướng Tây. Caramba, giống mũi theo hướng Tây. Không thể được. Tùy ý ông, điều tôi báo với ông là vì những người khác. Còn tôi chấp nhận. Nhưng thưa ngài tiến sĩ, giống mũi theo hướng Tây.
Dân thưa ông chủ. Dớp ngược mà. Dân thưa ông chủ. Thuyền trộm như quỷ sứ. Lựa lời khác. Dân thưa ông chủ. Thuyền đang cưỡi lưng ngựa. Dân thưa ông chủ. E cột buồm gãy mất. Có lẽ ngài muốn nói tôi lái về phía tây. Phải, tôi chịu thôi. Thế thì ông cứ vật lộn với biển cả như ý ông muốn. Phải chờ cho gió trở đã. Gió sẽ không trở suốt đêm nay. Tại sao? Đây là một quệt gió dài 1.200 dặm. Đi ngược con gió đó không thể được. Giống mũi theo hướng tây, tôi bảo ông. Tôi xin cố gắng, nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ chờ thứ. Nguy hiểm đây. Gió bất đuổi ta sang đông. Chớ đi sang đông. Tại sao? Ông chủ, ông có biết hôm nay cái chết của chúng ta tên là gì không? Không, cái chết tên là phía đông. Tôi sẽ lái sang phía tây. Lần này lão tiến sĩ nhìn viên chủ thuyền và nhìn bằng cặp mắt xoáy mạnh như cắm một tư tưởng vào óc. Lão quay hẳn người về phía viên chủ thuyền và thông thả từng tiếng một nói lên những lời sau đây. Nếu đêm nay đứng giữa biển khơi mà chúng ta nghe có tiếng chuông thì thuyền đi đứt. Viên chủ thuyền kinh ngạc nhìn chằm chằm lão già. Ngài đến nói sao? Lão tiến sĩ không đáp. Vẻ nhìn của lão từ nãy giờ thô lỗ, lúc này đã thụt lại. Mặt lão nhìn vào trong, hình như lão không nhận thấy câu hỏi ngạc nhiên của viên chủ thuyền. Lão chỉ chăm chú vào những gì lão đang lắng nghe bên trong. Môi lão bất giác thốt lên mấy lời sau đây, nhỏ nhẹ như một tiếng thì thầm. Đã đến lúc cho những linh hồn đen tối được rửa sạch. Viên chủ thuyền biểu môi rất ý nghĩa, hiên cái mũi cúi sát xuống, dơi cả phía dưới mặt. Thằng điên hơn là nhà hiền triết, hắn lào bầu, rồi hắn lãng xa.